Tiếp theo chương trình điểm hôm nay với một nhạc phẩm của sáng tác Phạm Đình Chương, bài hát mang tên Đón Xuân, với phần trình bày của top ca Minh Kỳ, Thanh Tùng, Kim Trường, Minh Hoàng và Quốc Thắng. Và xin anh em chúng ta cho một tràng pháo tay để đón chào những ca sĩ của chúng ta. Xuân đã đến rồi, rêu rạc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối, ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng mai xuân tràn dâng, xây duyên lành thắm tô trời xanh, chim tung cánh hoa vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về đang thiết tha như muốn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than, sầu thương xóa mờ thêm tràn chứa ta đang xuân tươi thái hoa. Cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần, để rằng lắng nghe tiếng xuân đầu tim hoa hết phai đời hương vấn. Nào ai hứng hờ xuân vẫn nóng chờ, tới đây nắm tay cùng ca múa hát lên đón xuân của tôi thế. Xuân đã đến rồi, rêu rạc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kịp người bình thường đắm đuối, ánh xuân đẹp vui với chúng ta xin chân thành cảm ơn.